Trời ơi, tôi đâu có sợ bị lộ mặt mọc đâu trời. Tôi sợ đâu, tối nào tôi cũng livestream dưỡng da mà. Tôi luôn tự tin. Tôi có sợ, tôi bán mỹ phẩm mà. Con đi, người ta nói gái một con. Nói chung là để trẻ đẹp thì chắc chắn là phải chăm sóc da nè, đắp mặt nạ nè, tất cả những cái việc đó là mình phải làm rồi, dù trai hay gái, dù bao nhiêu tuổi. Nhưng sao nè, tâm hồn luôn vui vẻ đó, đó phải nói vô cái này chứ, người ta lại nói mình chỉ chắc bên ngoài mà không có bên trong là không được đó, chứ quan trọng nhất vẫn là tinh thần. Ốc thì ốc tập luyện rất là nhiều, không phải tự nhiên mà như vậy, mà mình tập yoga nè, mình tìm thấy những niềm vui nhỏ nè, chăm con mình cũng vui nè, lau nhà rửa chén quét nhà gì mình cũng vui hết. Thấy ba đứa nó quậy rồi chị. Mà mình đi mà chơi nhanh vui. Đi chứ mình cũng vui. Rồi cứ làm chương trình vui là được. Bữa nay em thấy cái chị Mai Phương kìa. Chị ra hỏi thăm chị. Chị bữa nay chị khỏe chưa? Đúng rồi. Khỏe. Có nhiều không chị? Cũng tạm. Bữa chị quay đi quay gì không? Chị không quay nhiều. Nói chung là cái gì nhẹ nhẹ, nhẹ, nhẹ. Chắc tại nhờ make up. Chị có niềm vui nhỉ? Đẹp rất nhiều luôn chị. Chắc tại chị nhờ make up á. Chứ còn chị thấy cũng vậy. Chị nhìn riết mặt chị chán. Nếu như bây giờ chị không biết chị phải làm mặt chị từ đâu. Ủa chị làm gì nữa? Chị đẹp gì? Chị muốn làm gì nữa là nhờ kêu mà đi diễn make up á. Thì sẽ không biết là quánh được cái gì, gì kiểu như vậy á. Cái này chắc nhờ mỹ phẩm khỏe. Mình mới bán được hàng thật đó, cái hàng thật. Đẹp mà phấn nền của ốc đó, phấn nền của ốc, kem chống nắng. Rồi nhìn tự nhiên quá ha, nhìn tự nhiên lắm luôn á. Ôi, má hồng này tự nhiên lắm luôn á chị. Không, đâu có mua má hồng đâu, chỉ có mua phấn nền. À, chị mua phấn nền đó hay. Chị em thấy má hồng rất là giả nè, chỉ có phấn nền là nhìn thấy tự nhiên thôi. Phấn ở đâu á không? Phấn nước này là nó đem đến cái nền nó căng bóng thiệt, nó là Dramatic Cushion số 21. Còn cái má hồng này là nó hơi lố, thành ra nó ảnh hưởng tới cái phấn nước phía dưới. Mọi người thấy gì không? Hai cái má hồng rất là tự nhiên luôn. Hai cái má hồng rất tự nhiên. Cái đó mà không có đánh má hồng nha. Không, tại sao hơi đậm, cái nó bớt cái má hồng lại. Thì đó, sao cái chị lợp quá, chị phải đẩy má hồng lên. Rồi, vậy rồi. Vậy là phải qua chị Ốc mua son nữa. Ừ. Đó là cái hàng của chị Ốc không? Chúng ta cần đô mà cái hàng của chị Ốc. Đó là cái hàng của chị Ốc. Bây giờ bà Ốc nói nhiều quá rồi, mình biết quảng cáo gì nữa mà. Ủa, Nghị có bán gì không? Nghị có Nghị có bán thân, có ai mua không? Khán giả là có ai có nhu cầu thì liên hệ với Nghị. Bán thân là Nghị còn phải thối ngược lại cho người ta nữa. Đấy, đừng có dở cho bên trên này, con này hot lắm nha. Bây giờ bán thân là người ta mua về cho ta đi chân đó nha. Trời ơi. Hoa tặng hả? Còn nhiều hơn cô Vân luôn. Các fan ở ngoài đã đợi sẵn Nghị để tặng hoa thiệt á. Thì bất ngờ luôn. Rất là dễ thương đúng không? Diễn có giọng giọng lớ trời ơi. Đáng yêu. Trời ơi, không ngờ là ở trong sân khấu nó đậu hoa ai vậy mà mình không biết luôn á. Ủa rồi, ủa mà cái ghế đó, chị coi cái ghế đó, chị thấy cái độ mà nó xuống cỡ đó, nó chị chịu nổi không? Chị không phải là người sợ. Chị không biết là hiện tại sức khỏe của chị giờ chịu được hay không. Nhưng mà hồi đó trước khi bệnh thì cái đó không có vấn đề. Chị không có sợ. Nhưng mà em nghĩ là cái đó cái độ an toàn rồi. Có sự xuất hiện của quý ông chị chết. Thì bây giờ em cho nó dịch nó đi. Em cho nó, tức là chị muốn lên hay chị muốn xuống? Hả? Chị không biết nữa ha. Quay người má ơi. Quay người má ơi. Nhớ theo dõi nhanh như chết phần tin của Phương nha. Thôi nói trước là nếu mà có dở thì xí xóa cho nha. Tại vì lần đầu chơi không có kinh nghiệm. Dạ. Thật ra là từ xưa tới giờ anh là giống như thuộc dạng da trâu vậy đó. Cho nên là nó mụn miết các thứ, nó không có lên. Cũng không nhiều khi đang chờ chị Ốc đưa ra những cái dòng sản phẩm là mới để tặng cho xài đó. Còn không có thể đem về làm quà tặng vợ mà hoài chưa thấy. Thì hy vọng trong tương lai cũng sẽ có nha. Nói chung là xác nhận là da trâu đẹp sẵn và vợ chăm. Nhưng mà bây giờ nếu mà có thêm một chút thêm bồi đắp thêm thì nó sẽ đẹp hơn. Bí quyết để lúc nào cũng trẻ khỏe, có thể là mình cái tinh thần nó quan trọng á. Mình cứ mỗi ngày mình chơi, mà thậm chí là mình cứ có thời gian rảnh mình lên mình coi nhanh như chớp để mình củng cố kiến thức cũng như là
tìm ra những cái niềm vui trong cuộc sống thì sẽ giúp mình trẻ hóa. Thì hy vọng là mọi người xem ngày hôm nay, thì tại ngày hôm nay lần đầu tiên tôi cũng chơi nhanh như chớp, ở nhà là bình thường là chơi với bằng người làm không à. Bằng người làm thi coi ai trả lời nhiều hơn á, thì bình thường là cũng hay thắng, thì hy vọng ngày hôm nay là cái sự may mắn đó cũng sẽ tiếp tục để chị Ốc được về sớm để chị Ốc bán hàng, mà mình sẽ ở lại tới vòng cuối cùng. Chị không còn cái giai đoạn mà sân si bon chen hay là như vậy, chị cứ chị chậm rãi chị làm cái điều chị làm. Thật ra là chị đâu còn sân si bon chen nữa đâu, tại sao lại phải tôi nhắm tới cái số tiền lớn chứ, mà tôi đâu có nhắm tới số tiền nhỏ đâu. Bây giờ thắng được thì vui, không thắng được thì về bán mỹ phẩm kiếm cụ. Em ví dụ như em mà không thắng được con em nó thiếu đi phần sữa à, bình thường là cả nhà chúng ta ngồi chơi như chớp ở nhà với nhau thì cũng chửi nhau như chó với mèo, bởi vì sự hơn thua nhau về kiến thức, thì ngày hôm nay anh sẽ chứng minh cho cả nhà thấy rằng là kiến thức của anh có, nếu như không có thì cũng đừng thì về chửi sao. Thần tình yêu Eros thường mang bên mình cái gì? Cái thần tình yêu là cái cung. Cung đúng rồi. Cung đúng rồi. Đúng rồi. Cái cung thôi đúng không? Cái cung với mũi tên. Ừ lên. Cung với mũi tên nó mắc cười quá, anh còn hỏi ngược lại em. Con nó 3 tuổi nó chưa có hiểu gì mấy về trò này đâu. Nên là trong tương lai nếu như 2-3 năm nữa con lớn hơn chút xíu, con đừng lật lại ngày hôm nay để con coi nha.